Kính mời quý thính giả theo dõi bài viết nhan đề Những món đồ dỏm được bảo vệ bằng họng súng, bài của tác giả Đỗ Ngà. Thực ra cái gọi là quốc hội của Đảng Cộng sản Việt Nam không cần bầu và nên dẹp đi thì tốt hơn. Bởi những gì mà quốc hội thông qua chỉ là hình thức mà thôi. Cơ cấu vận hành của Đảng Cộng sản là trước khi diễn ra kỳ họp quốc hội thì Trung ương Đảng đã có cuộc họp để đưa ra quyết sách. Kỳ họp đó gọi là Hội nghị Trung ương. Trước khi diễn ra kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa 14, thì trước đó đã diễn ra Hội nghị Trung ương 2 của Trung ương Đảng khóa 13 rồi. Cho đến bây giờ, Đảng Cộng sản vẫn đang dùng nguyên tắc tập trung dân chủ để triển khai chính sách. Một nguyên tắc được đưa ra bởi Lenin vào năm 1921 và được áp dụng từ năm 1926. Nguyên tắc này được Đảng Cộng sản định nghĩa là bàn bạc dân chủ, chỉ đạo tập trung. Tuy nhiên, thực tế trong Đảng Cộng sản không hề có bàn bạc dân chủ, mà nó chỉ có quy tắc, lý của kẻ mạnh. Vì thế, dù có bàn bạc tập thể nhưng ý kiến lãnh đạo vẫn là một thứ buộc số đông phải biểu quyết. Nếu có bàn bạc dân chủ thì không thể có hiện tượng tạo ra suất đặc biệt cho tao như đại hội 13 vừa rồi. Như vậy thì một khi bàn bạc mà ý chí của người có quyền lực lớn áp đặt lên tập thể thì từ dân chủ trong tập trung dân chủ nó không có ý nghĩa nữa, mà cuộc họp đó chỉ là sự phổ biến chỉ đạo của lãnh đạo. Chính vì thế mà trang từ điển trực tuyến Merriam-Webster đã định nghĩa rằng nguyên tắc tập trung dân chủ là một nguyên tắc của tổ chức Đảng Cộng sản. Theo đó, các thành viên tham gia vào các cuộc thảo luận chính sách và bầu cử ở tất cả các cấp nhưng phải tuân theo các quyết định của cấp trên. Nói tóm lại, bản chất là ý kiến của lãnh đạo đưa ra trước đảng để đám đảng viên gật theo hình thức rồi áp dụng. Chính vì vậy, thế giới vẫn xem chính quyền do Đảng Cộng sản lãnh đạo là loại nhà nước độc tài toàn trị. Quay trở lại cơ cấu vận hành của chính quyền Cộng sản. Trung ương Đảng gồm 200 người, trong đó có 18 người là ủy viên Bộ Chính trị và 20 người ủy viên dự khuyết. Khi họp Trung ương Đảng, ý kiến của Bộ Chính trị đưa ra, hầu hết ủy viên Trung ương Đảng đều phải gật như là hình thức. Sau đó, ý kiến này được đưa ra tại kỳ họp Quốc hội, và Quốc hội cũng gật cho có hình thức. Trong 500 đại biểu Quốc hội thì hầu hết 200 ủy viên Trung ương đều là đại biểu, còn lại 300 người chỉ làm nhiệm vụ gật theo chủ trương mà đã đưa ra theo nguyên tắc tập trung dân chủ mà thôi. Để ai cũng gật, các đại biểu Trung ương được phân bố về địa phương để điều khiển dàn đồng ca Quốc hội gật cho đều và cũng để kiểm soát luôn tỷ lệ gật. Một Quốc hội chỉ làm công tác gật và là sân diễn cho một vài người có tiếng nói trái chiều cho vở kịch khỏi nhàm chán. Thực chất của cái gọi là quốc hội ấy nó không cần thiết, vì nó chỉ là làm thủ tục cho quyết định của đảng. Nói chung nó vô ích. Thực chất của cái gọi là quốc hội ấy được Đảng Cộng sản dựng lên chỉ để tiêu tốn tiền dân cho những trò nói nhảm của đám đại biểu. Mỗi kỳ họp quốc hội kéo dài đến nửa tháng và mỗi ngày tốn gần 2 tỷ đồng chỉ để gật những gì mà hội nghị trung ương trước đó cần từ 2 đến 3 ngày bàn bạc và quyết định là xong. Chính vì vậy mà thời gian còn lại không biết làm gì, nên đám đại biểu phát biểu ngớ ngẩn cho dân chửi để đốt cho hết thời giờ quy định cho kỳ họp quốc hội. Ở chính quyền này, nếu không có cái gọi là quốc hội thì nó chẳng khác nào chế độ phong kiến, cũng cha truyền con nối, cũng xem dân như là thứ ngoại cuộc trong mọi vấn đề của đất nước, vân vân. Hiện nay, cái bộ mặt của cái gọi là quốc hội ấy đã bị bóc trần và chính quyền này, họ đang cố gắng bịt miệng những ai dám nói sự thật về bản chất của nó. Ngày 17 tháng 3, ông Nguyễn Huy Hùng có bình luận liên quan đến công tác bầu cử đại biểu quốc hội trong nhóm Salo có tên là Đô Thị Đô Nghĩa rằng bầu hay không bầu thì có khác gì nhau đâu các bác, người ta sắp xếp hết rồi. Và ông Nguyễn Huy Hùng bị Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng. Ngày 12 tháng 5, trên báo Tuổi Trẻ có bài viết với nhan đề Bộ trưởng Tô Lâm, Công an sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn ngày bầu cử. Một vở kịch vô nghĩa đáng lẽ phải vứt đi, nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam lại đem công an ra bảo vệ nó. Thực chất,
cái chủ thuyết chủ nghĩa xã hội ấy cũng là đồ dởm, chẳng khác gì cái gọi là quốc hội kia mà đảng Cộng sản cũng bảo vệ đến cùng. Tất cả những trò đem súng đạn ra bảo vệ những thứ đồ dởm, đồ giả ấy, nói cho cùng cũng là vì mục đích phục vụ cho lợi ích của đảng Cộng sản và các quan chức của nó mà thôi.